Xin chào anh em, thì bữa nay mình sẽ quay về một con tàu nhựa. Mình sẽ lên trên con tàu và đi quay phía bên trên của một con tàu nhựa dài tầm 24, 25, 26 mét gì đó. Thì phía bên trên tàu nó sẽ như thế nào? Hiện tại là mình đang ở trong cái bồn lái, khu vực lái của anh thuyền trưởng, khu vực mà oi nhất, khu vực mà nhìn mình hoành tráng nhất. Thì ở này cái lái của anh thuyền trưởng nè, lái mình có hỏi ảnh là anh nói cái lái này là lái trợ lực, nhưng mà nó sử dụng hai chế độ trợ lực, một chế độ trợ lực bằng hơi, đây chế độ trợ lực bằng hơi. Thì chế độ trợ lực này là chế độ trợ lực bằng theo kiểu chế độ trợ lực bằng thủy lực. Thì nhưng mà chế độ trợ lực bằng thủy lực một số anh em sử dụng thì có nghe phản hồi là lâu lâu nó có một trở ngại một lần. Nhưng mà ở con tàu này nó có hai chế độ lái, là khi mà chế độ lái bằng bơm nhớt thủy lực nó bị hư đó, thì chúng ta có thể chuyển qua cái chế độ lái bằng bằng điện. Anh đã giải thích cho mình là cái chế độ lái bằng điện nó vẫn là sử dụng trợ lực bình thường. Thì mình thấy đây là cái vấn đề mà cái chế độ lái của con tàu nó khác hẳn với cái chế độ lái của những con tàu gỗ. Và đây nó chữ máy lái trợ lực công ty cổ phần điện thủy lực và thương mại 176 Hoa Bằng Cầu Giấy, Hà Nội. Có nghĩa là nếu mà hư là cầm đầu cái thằng này nha anh em. Ở này, ở cái chế độ lái của cái con tàu này nó rất là đặc biệt, đó là khi chúng ta lái, chúng ta có thể bật cái chế độ lái tự động, là con tàu nó sẽ tự động lái theo cái chế độ hướng 0 độ hay là 30 độ hay là 200 mấy độ cho anh em cài sẵn cái chế độ lái tự động giống như chế độ lái của ô tô. Ở đây là mình thấy có cái tắp lô của hãng máy Giang Mai. Đây, tắp lô của máy Giang Mai. Có chìa khóa nữa nè. Khóa này giờ mình bật lên là in lên đó. Này mà quay xuống quay cái máy Giang Mai của nó là nhìn coi sướng lắm. Ở đây mình thấy có Furuno, chắc lẽ là anh sử dụng cái công nghệ điện tử của Furuno. Bên này mình có thấy một cái tắp lô của hãng máy khác Mitsubishi, đây có lẽ là tắp lô của máy chì điện. Bên này mình vẫn thấy nữa một cái thương hiệu Furuno ở đây. Anh em xài đồ điện tử toàn của Furuno mà. Trong bồn lái đây, mình sẽ quay một số những cái chi tiết ở trong bồn lái. Này mình thấy có bảng Contermat, Actomat, cầu dao của hệ thống trong điện. Đây buồng máy của anh thuyền trưởng. Rất là nhiều máy nha các bạn. Có đây là những cái bát đỡ gắn máy nè. Tuy nhiên bây giờ là mùa nghỉ cho nên là chủ tàu mang về nhà hết trơn rồi. Nhưng còn không là mình tháo về một cái. Đây bây giờ mình sẽ đi ra ngoài phía ngoài của con tàu, đúng hay toàn bộ khu vực của con tàu này như thế nào. Đây mình đang đứng cái khu vực lan can, cái khu vực của mà anh thuyền trưởng anh có thể anh quan sát được phía trước anh em đang làm việc như thế nào. Đây là một cái khu vực có cái tầm nhìn rất là thoáng để chúng ta có thể chỉ đạo phía trước những anh em làm việc. Mình thấy có một cái kiểu thiết kế rất là hay, đó là phía bên đánh lưới, bên chứa lưới của con tàu nó
rộng, nó rộng hơn cái phía bên bên những cái nắp hầm rất là nhiều. Này làm cho chúng ta chở cái dàn lưới như con tàu nó vững vàng hơn. Từ cái khu vực mà cabin của tàu đi tới phần mũi tàu thì nhìn rất là rộng. Ở đây mình thấy có một cái dàn sàn hay còn gọi là cái dàn đổ. Thì hệ thống dàn này là đỡ chúng ta bên lưới lên. Thì trước kia là hệ thống dàn đổ này chỉ sử dụng cho những con tàu đánh cá cơm, những con tàu đánh cá cơm, nhưng mà bây giờ những anh lúc đêm cũng sử dụng vào trong cái việc bên lưới. Bởi vì sử dụng cái dàn sàn này nó có những cái tiện lợi hơn là anh em không phải kéo đầu, không phải kéo dây đầu và bơi đi cột dây đầu, rất là bất thường, tốn thêm một anh em làm việc. Sẽ đi lên phía trên trên cùng của cabin, sau đó mình mới xuống tới cái phần chứa lưới của tàu. Mình sẽ đi lên phần cao nhất của cabin tàu. Thì lên này mới thấy được. Chứ những cái video vừa rồi thì mình quay ở phần dưới thân của cái con tàu, không có lột tả được hết cái sự to lớn của một con tàu nhựa composite như thế nào. Thì bây giờ nơi mình đứng đây chính là cái phần cabin, phần tầng thượng của tàu. Đây mình thấy ở trên tầng thượng của con tàu composite nhìn rất là rộng và dài. Đây mình thấy có một cái dĩa gì đây có chữ Furuno. Này còn có một cái còi, tàu là có một cái còi. Này trên tàu có radar. Đây là hệ thống radar của tàu. Để lại cái ống bô của con tàu coi nó to cỡ nào. Ở này mình thấy có ba cái ống bô. Ống bô chính này là ống bô của máy chạy, máy giang mê. Thì ống này chắc là 200 mấy. Ống này rất là to. Ống này 220, 240, 260 gì đó. Bởi vì nó to quá nên mình không có khẳng định được. Và ngoài ra nó còn có hai cái ống bô khác nữa để sử dụng cho máy điện, máy phát điện, để châm những cái bóng đèn 1000W và sử dụng tăng pô 1500W. Mình sẽ quay thử trên con tàu này nó có bao nhiêu bóng đèn. 2, 4, 6, 8, 14, 6, 8, 20, 24, 6, 8, 20, 24, 6, 8, 30, 32, 34, 36, 8, 40, ba, 45. Trên con tàu này có khoảng 100 bóng đèn, rất là nhiều. Một con tàu mà sử dụng hệ thống thắp sáng để châm điện tới 100 bóng và sử dụng tăng pô 1500W thì rất là nhiều nha các bạn. Đây mình đang đứng trên khu vực cao nhất mà mình đang quay xuống cái anh mà cơm đó là anh đẹp nhất, đẹp trai nhất tàu á, anh thuyền trưởng á. Đây mình đang quay tới phần mũi tàu. Bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới của tàu để quay cái khu vực mà chứa lưới. Khu vực chứa lưới của con tàu và khu vực chứa phen nó như thế nào. Hôm nay mình thấy có hai cái hầm gió. Bên kia còn có một cái, bên này cũng có một cái.
Hai cái này hình như hôm bữa ở tàu sắt mình cũng thấy, nhưng mà tàu sắt nó thiết kế bằng sắt, đúng là tàu sắt rồi. Thiết kế bằng sắt thì bên này họ thiết kế bằng nhựa. Hai cái khu vực này, hai cái hồng này hình như là hai cái hồng mà đỡ lấy gió do tục bô, hoặc là hai cái hồng này lấy gió đỡ làm mát cho phía bên trong của cái con tàu. Ở đây mình thấy có những cái khe tản nhiệt cho cái ông bô của tàu, về ông bô. Bây giờ mình sẽ đi xuống bên dưới. Trên tàu là có những cái bồn nước bằng nhựa lắc tích luôn. Mình đi xuống bên dưới của con tàu. Hầm 8 hầm. Ở đây mình thấy là có 8 cái hầm bằng nhựa. Thì con tàu nhựa này như mình thấy nó dài, rất là dài. Ở bên dưới thì mình thấy cái khu vực của con tàu là có vẻ là nó có một cái chiều dài theo mình cảm nhận thôi, nhưng mà lên trên con tàu thì thấy nó rất là rộng. Ở cái khu vực mà dành cho những cái súng khoen, khu vực chứa khoen thì nhìn rất là rộng. Đây, bên phía trước này mình có thể thấy là những cái dàn sườn của con tàu. Đây là dàn sườn của tàu, là trụ súng. Trụ súng mình đo thử, trụ súng tầm 40, sử dụng hai súng khoen. Hai thằng lính của tàu, mình thấy là phía trước của con tàu này có một cái kẹo nhỏ. Kẹo này có thể là phía trước của con tàu này có một cái kẹo nhỏ, hoặc là kẹo dây đầu. Kẹo này sử dụng bằng motor. Tầm nào trụ kéo của tao cũng tầm 40, trụ kéo của tao cũng tầm 40 anh em ơi. Đây là phần khung sườn của con tàu đó, anh em xem khung sườn của con tàu nhựa nó như vậy đó. Đây là phía đằng sau của con tàu nhựa đó. Này là khu vực dành để chúng ta chứa lưới, rất là rộng. Mình sẽ đi ra ngồi kia thử khám phá cái kẹo đỡ kẹo dây rút khi họ đánh lưới là loại kẹo gì. Mình sẽ quay ở đây thêm một xíu nữa, là cái này là cái máy đỡ kích hoạt cái máy men. Ở trên tàu hoặc là những chiếc ghe lưới rút đêm thì đa phần họ sử dụng hai cái máy ben đỡ ben lưới nha anh em. Đây một máy, rồi đây một máy nè đó. Thì đây là cái máy ở đằng trước, và anh em ben lưới thì anh em tự sử dụng và điều khiển luôn. Đó, này là khu vực dân đỡ chứa lưới, rất là rộng. À,
Theo mình cảm nhận là cái khu vực chứa lưới của con tàu nhựa nó, những tàu khác thì mình không biết, nhưng mà tàu này rộng ngoài sâu, khu vực chứa lưới muốn ngang với cái chướng bụng của mình luôn. Mình sẽ đi ra đây để quay cái cảo dây rút. Tàu này không có sử dụng cảo của hệ thống. Cảo này là một cái, không phải là một cái cảo thủy giống như những con tàu khác. Đây là một cái cảo được đổ từ những cái cầu xe tải công suất lớn. Cảo này chắc 20 tấn, 30 tấn gì đó. Bên này có những cái cấp số của cảo nè, 1, 2, 3, 4, những cấp số của cảo. Cảo này chịu trọng tải lớn, nhưng mà cảo đổ từ cái cầu của những chiếc xe tải ở trên bờ anh em. Xung quanh tàu thì đang được xịt và kèo hầu, cho nên là nước bắn tung té, mình không quay ra bên ngoài được.